Mở ra lời Chúa từ một câu thánh quen thuộc trong Sứ Phẩm Giăng chương 14 câu số 6. Chúng ta sẽ đọc câu kinh thánh này hai lần. Phương Giang chương 14 câu 6. Chúng ta có kinh thánh chưa? Có kinh thánh trên màn hình đó. Rồi chúng ta có kinh thánh thì chúng ta mở ra và chúng ta đánh dấu vào. Kinh thánh là lời Chúa, là ngọn đèn soi trong tối tăm. Nên là chúng ta nên có kinh thánh của mình. Ok. Chưa? Chúng ta cùng nhau hai ba. Vậy Đức Chúa Giêsu đã rằng: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Chúng ta đọc lại lần nữa. Chúng ta đọc lớn lên nhá. Hai ba. Vậy Đức Chúa Giêsu đã rằng: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Chúng ta chỉ còn hôm nay tháng này là tháng 12 rồi, và tháng 12 chúng ta thấy lạnh hơn không? Và sắp đến ngày Chúa Giáng sinh, đến mùa Giáng sinh chứ không phải là ngày mùa Giáng sinh. Nếu chúng ta nói là ngày 25 là ngày Giáng sinh không đúng đâu, tại vì ở bên đạo Giê-hô-va chứng nhận nên họ nói là cái ngày 25 là ngày mà Chúa Giáng sinh. Cái lời tin lành mà đến ngày 25 mất là cái đó, người đó là không đúng đâu. Ngày đó là thờ thần mặt trời đó. Đấy, nhưng mà ngày xưa đó, cái thời xưa đó là cái trong cái thời mà Hán còn Cơ Đốc giáo đó, thì họ tiện là lấy cái ngày đó, nhưng mà thực chất là không phải là ngày 25 mà là dân phần giáo sinh, là mùa giáng sinh. Chúng ta đọc trong kinh thánh chúng ta có thấy là Chúa giáng sinh ngày nào không? Không, kinh thánh nói là đang đêm vào mùa đông thì sao, thì có một con trẻ sinh ra vấn đề mà không biết ngày nào, ngay cả vua cũng không biết và dân không biết, chỉ biết sinh ở tại gì ạ? Bethlehem xứ Giu-đê. Chúng ta đọc kinh thánh từ chương 1 đến chương 4 và nhiều các cái chương khác cho thấy là không có ngày đó là mà Chúa chỉ đến ban đêm và được sinh ra trong mắm cỏ trùng chiên, không có ngày. Tại sao Chúa lại không đề ngày? Vì Chúa không muốn chúng ta thờ thần tượng, đúng không ạ? Chúa không muốn chúng ta thờ bà Mary, không thờ ngày, không thờ năm, không thờ tháng. Tại sao Chúa không để lại hình? Chúng ta có thấy hình của Chúa không? Nhà khoa học bây giờ là họ lấy cái miếng vải của quấn Chúa đấy, quấn mặt đấy, để họ đưa vào trong một cái máy để họ mới tìm được ra cái hình của Chúa Giêsu. Nhưng mà Chúa không tìm ra, Chúa không để hình. Tại sao? Vì Chúa không muốn chúng ta thờ tượng, vì Chúa là đấng sống. Chỉ có miếng vải điện thôi. Chúng ta để ý nhá, rất là rõ luôn là chúng ta thấy là Chúa Giêsu không muốn như thế. Chúa Giêsu đã sống lại sau 3 ngày và ngài đã gì ạ? Ở với các môn đệ 40 ngày, sau đó ngài thăng thiên trở về trời. Ở trong Ê-sai có nói việc là ngài không có hình dung tốt đẹp, người ta không có nhìn ngài, người ta không có thích. Thật ra Chúa Giê-xu không đẹp như chúng ta nhìn cái tranh đâu, cái tranh chẳng qua là modify như vậy thôi, chứ thực ra là không có đẹp. Mặt ngài sai xẻ, thậm chí là trước khi ngài lên thập tự giá là còn bị gì ạ, đánh 40 roi đấy, rồi nó cắm cái mắt cái móng gai đây, máu chảy tuốt luôn. Và như vậy Chúa Giêsu không đẹp như chúng ta tưởng, nhưng mà Chúa Giêsu trở lên người để vì cớ chúng ta. Nhưng mà Chúa không để lại cho chúng ta một cái ngày, cái giờ, cái hình, cái ảnh nào hết, nhằm cho con người chúng ta không nhắm vào đó để thờ hình tượng. Nhưng mà ma quỷ cố gắng là lấy một cái hình mẫu nào đó, giống như là chúng ta thấy vào trong những nhà người Công giáo là họ có cái hình Chúa Giêsu treo thập giá.
sau đó họ làm cái hình nhà ở trong nhà thờ mà có hình thánh bánh chúa đấy, cái hình mà nó có chân này xong nó có hình tròn ấy, gọi là mình thánh chúa. Họ nói ở đây là sự hiện thân của Chúa, nhưng mà tất cả những thứ đó không phải là Chúa. Chúa của chúng ta là đấng sống, amen không ạ? Chúa của chúng ta là đấng không muốn chúng ta thờ hình tượng, vì xấu quá không thờ hình tượng. Có bố mẹ nào mà lúc hát một sống khổ ngày chúng ta cái hình không đưa ra lên bàn thờ không, đúng không? Còn ma quỷ thì cố gắng tìm cách để đưa chúng ta vào cái thờ tượng, nên chúng ta dứt khoát là không, nhớ nhỉ? Dứt khoát chúng cấm kỵ chúng ta cái điều này. Và đây quay trở lại, tôi không nói đỡ, quay trở lại công việc thánh này là cái chủ đề mà hôm nay Chúa muốn phán với tôi đó, đó là Chúa Giêsu chính là khuôn mẫu. Chúa Giêsu chính là nền tảng. Chúa Giêsu chính là nguyên tắc. Chúa Giêsu nói ta là đường đi, là lẽ thật và là sự sống. Chúa Giêsu chính là nền tảng, chính là khuôn mẫu của cuộc đời chúng ta. Chúa Giêsu chính là nền tảng, chính là khuôn mẫu của gia đình chúng ta. Chúa Giêsu chính là nền tảng, là khuôn mẫu của con cháu đời đời của chúng ta. Chúng ta đồng ý không ạ? Chúa Giêsu nói ta là đường đi, ta là chân lý, là sự sống. Chúa Giêsu có phải là nằm ra là thành con đường không? Không. Ở đây không có nói là hình mà nói là bóng. Chúa Giêsu nói ta là con đường, ta là sự sống và ta là chân lý, và chính Chúa là nền tảng. Chúa là nền tảng của chúng ta. Chúa là khuôn mẫu của cuộc đời chúng ta. Chúa Giêsu chính là con đường sự sống của chúng ta. Chúng ta phải nhớ cái điều này trong cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta không đặt Chúa Giêsu làm nền tảng, là khuôn mẫu, là khuôn vàng thước ngọc, là đức tin của chúng ta, là nền tảng của chúng ta, thì chúng ta sẽ thất bại trong cuộc đời này. Chúa Giêsu là sự sống tốt lành của chúng ta. Chúa Giêsu là con đường của chúng ta. Chúa Giêsu là chân lý của chúng ta. Chúa Giêsu là hướng đi của chúng ta. Chúa Giêsu là đích để chúng ta hướng tới. Chúa Giêsu là hình mẫu. Hình mẫu ở đây không phải là hình tượng, hình mẫu để chúng ta noi theo dấu chân Ngài. Chúng ta, cuộc đời của chúng ta theo Chúa là để trở nên giống Ngài. Amen không ạ? Tôi sẽ minh chứng điều này cho quý ông bà anh chị em. Đó là nếu chúng ta của cải nhiều hơn, không có Chúa thì chúng ta sẽ hư. Tại vì khi chúng ta có nhiều tiền thì có một vợ rồi muốn thêm có vợ nữa. Chúng ta không dùng cái tiền của mình để điều hành, dùng cái tiền của mình để gì? Để hưởng thụ. Giống như cái người giàu kia và cái người Lazarus, thì cái người giàu đó dùng tiền để mua chó, mua nhiều chó đấy, rồi để hưởng thụ và cuối cùng chết không đem được đi. Nếu chúng ta không kính sợ Chúa, không đặt Chúa Giêsu làm nền tảng cuộc đời của mình, thì khi chúng ta thành công thì chúng ta sẽ hư. Khi chúng ta có chức vụ cao chúng ta sẽ hư. Khi chúng ta có nhiều tiền, nhiều của, chúng ta thành công thì chúng ta sẽ trở nên người hư hoại. Chúng ta sẽ trở nên người ích kỷ, hưởng thụ và điều hành người khác, trở thành người kiêu ngạo. Còn nếu chúng ta có Chúa và chúng ta có nhiều tiền thì chúng ta sẽ làm từ thiện. Chúng ta sẽ cuốn nắn cái cuộc đời của mình theo cái nền tảng, theo cái nguyên tắc khuôn mẫu, khuôn vàng thước ngọc của Chúa. Vậy Chúa Giêsu là gì? Ngài chính là con đường, tức là chính là lời để dẫn dắt chúng ta đi theo. Nên cái nền tảng của Chúa Giêsu phải được thiết lập trong cuộc đời của chúng ta, phải thiết lập ở trên gia đình của chúng ta, phải được thiết lập trên hôn nhân của chúng ta, phải được thiết lập trên con cháu của chúng ta. Chúng ta đồng ý được không ạ? Amen ạ. Tôi kể cho bà anh chị em nghe một câu chuyện, đó là có ông chú của tôi thật hiện tại. Khi chúng tôi, gia đình chúng tôi đi Hồng Kông thì ông chú của chúng tôi cũng đi Hồng Kông. Chú của tôi ở bên nhà chúng tôi là ở trại 5, còn chú của tôi là ở trại 6, cách nhau cái gì nào, cách bờ này sang bờ này. Thì chúng tôi ở đấy, lúc đó tôi không đi, chưa đi theo Chúa, tôi chỉ đọc sách của Chúa thôi, tại vì tôi ham học tiếng Anh. Nhưng mà ông chú của tôi ở bên cạnh chạy, ông ở Quảng Ninh, ông ở trại Quảng Ninh, thì ông hàng rào thì chú cháu thì khoảng nhìn với nhau, thì chú mê thí mê mình đứng lên nói rằng Tuấn ơi, chú đã theo Chúa. Thì tôi lúc đấy tôi chẳng biết Chúa là gì, nhưng mà chú đã ở chú theo Chúa. Thế nhưng mà sau đó về Việt Nam thì chúng tôi về trước, thì chúng tôi vào trong Việt Nam, tôi theo Chúa, tôi về
về cái mẫu thánh, thì chú về sau gia đình của chú về sau thì chú ấy lại không theo chú nữa. Và tôi thì lại nói là ngày xưa cháu thấy là chú và thím đi theo chú mà sao bây giờ lại không theo chú nữa. Thì chú nói ở tao thì theo chú nhưng mà tao chẳng thấy gì cả nên thôi tao bỏ chú. Thì chúng ta thấy là chú của tôi có một thời gian rất là thành công. Khi mà chúng tôi chưa có gì, hắn còn khó khăn thì chú của tôi đã có ô tô, làm rất là nhiều tiền. Nhiều tiền lắm. Về nhà chúng tôi là khó khăn thì thỉnh thoảng là chú còn cho con chúng tôi, nên không cho thôi, cho là phải cho 500 nghìn đủ lên. Mà cách đây mấy năm nó 500 nghìn giá trị. Tiền tiêu, tiền không. Xe ô tô có 2-3 cái, nhà có đầy đủ. Đây là câu chuyện sự thật cho gia đình tôi. Nhưng mà một thời gian sau, chúng tôi lúc đó theo Chúa, ông ấy thì lại đi tìm thầy, các thầy bùa, rồi tìm thầy cũng có lần về nói với tôi là nhà mình ý, là ông bà không về được vì bố mày là trưởng, mày cũng là cháu trưởng, không về được. Tôi nói không, nhà cháu chỉ có Chúa, nó chẳng có gì cả. Còn tôi theo Chúa thì tôi đi học lời Chúa, còn ông theo Chúa thì mới theo Chúa và ông quyết định là không theo Chúa nữa. Nhưng mà cho đến giờ này, đấy là tôi nói thật, khi mà tiền nhiều lên bắt đầu bạn bè nó rủ đi sàn nhảy, bắt đầu đầu tiên là để không được thì phải uống cái thuốc thuốc lắc, uống thuốc lắc dần dần, đầu tiên là uống bia và pha cái đó dần dần nó thành quen bắt đầu nó mới bắt đầu nói là đi buôn đi thuốc đó, và cuối cùng thì nghiện cái đó, và chúng ta biết là nghiện đá, là nghiện là thuốc lắc đấy, tâm trí bắt đầu thay đổi, về bắt đầu bỏ vợ đi với vợ khác, rồi bắt đầu làm nhiều tiền lắm. Bây giờ thì vẫn còn trong tù. Nên tôi nói là khi không có cái khuôn mẫu của Chúa, tôi kể câu chuyện này không phải là tôi vô xấu chúng tôi, mà đó là khi không có cái khuôn mẫu của Chúa, khi không có cái luật lệ của Chúa, khi không có cái đường thẳm của Chúa, quý vị cơ giàu quý vị sẽ trở thành miếng mồi của ma quỷ. Chúng ta đồng ý không ạ? Đồng ý với nhau ạ? Khi không có khuôn mẫu của Chúa, khi không có cái nền tảng đúng đắn của Chúa là làm cái nào đúng, cái nào sai, cái nào phải, cái nào trái, không có kính sợ Chúa trong lòng, con cái quý vị sau này nó thành công, nó sẽ trở thành miếng mồi của ma quỷ. Cháu chắc của quý vị nó thành công, nó cũng sẽ trở thành miếng mồi của ma quỷ. Quý vị thành công, quý vị cũng sẽ trở thành miếng mồi của ma quỷ. Vì ma quỷ là kẻ cướp giết của người diện. Trước khi anh chị em, ông bà anh chị em thành công, trước khi ông bà anh chị em trở nên người thạnh vượng giàu có, thì ông bà anh chị em phải đặt cái khuôn mẫu của Chúa, tức là lẽ thật của Chúa, đường lối của Chúa, sự kính sợ Chúa vào trong lòng của mình. Đâu là đèn đỏ, đâu là đèn xanh, đâu là điều mình phải đi. Trước khi con cái của mình nó trưởng thành, khoan hắn dạy kiến thức cho nó, khoan hắn nói cho nó biết là con phải trở nên giàu có, phải học thức thật cao, phải có nhiều bằng cấp. Khoan, hãy đặt lẽ thật của Chúa vào trong lòng của nó. Nếu quý vị đẻ ra con cái, quý vị không dẫn nó đi với Chúa, không gây dựng lời Chúa cho nó, không dạy cho nó mỗi ngày lời Chúa, không cầu nguyện cho nó, cưu mang nó, sau này e là nó lớn lên nó sẽ đi lạc lối và nó sẽ không có quân mẫu của Chúa trong lòng. Nó mà thành công một cái thì nó sẽ phá hoại gia đình này, nó sẽ phá hoại cuộc đời của nó và nó không thể nào tốt đẹp được. Bởi thế nên cái quân mẫu của Chúa, cái nền tảng của Chúa phải được đặt trước ở trong cuộc đời của mình. Amen không ạ? Amen không ạ? Tôi đã lên Hà Nội, tôi thấy có những bạn trẻ sinh viên ban ngày đi học, ban tối đi làm mãi dâm để lấy tiền đi học. Nó nghĩ rằng nó sẽ đi làm mãi dâm để nó lấy tiền nó đi học, để nhà gia đình nó không phải lo. Nhưng mà cuối cùng sau khi ra trường nó lại là gái mãi dâm. Anh chị em biết rằng, ông bà anh chị em biết rằng, không có khuôn mẫu của Đức Chúa Trời, con người sẽ lạc lối. Chúng ta như chiên, không có người chăn. Và Chúa muốn chăn dắt chúng ta, nhưng chúng ta cứ tích quấy, chạy lung tung, và chúng ta không muốn biết được đâu là cái điều tốt. Bởi thế nên tôi khuyên ông bà anh chị em hãy đặt khuôn mẫu của Chúa trong cuộc đời của mình. Và cảm ơn Chúa, tôi cũng vậy. Nếu tôi không có Chúa, tôi không được học lời Chúa, cuộc đời của tôi nó cũng sẽ đi về đâu. Tôi có một sư tư duy là sống bất cần đời. Cuộc đời chỉ có 60 năm nên tôi làm bất cứ mọi việc gì, kể cả buôn ma túy, biết là ma quỷ nó sẽ dẫn dụ tôi đi tìm kiếm là sao có nhiều tiền.
Nhưng mà tôi đã từng làm một ngày 250.000, tức là nửa chỉ vàng, nhưng mà cuối cùng rồi cũng hết. Cứ đi hồi đó tôi làm gỗ, bán gỗ xong cái là tôi về là tôi nhậu đến tối, xong rồi tôi lại đi, mai tôi lại đi cảnh, và cứ như vậy. Nhưng mà sau đó tôi được gặp Chúa và bắt đầu tôi bỏ hết rượu, bỏ thuốc, bỏ tất cả, tại vì Chúa dạy cho tôi cái khuôn mẫu sống như thế nào cho tốt, sống như thế nào để là có ích cho mình, cho gia đình của mình, sống như thế nào có ích cho xã hội. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chúng ta đã có mặt ở đây, chúng ta đã được học lời Chúa. Tôi nói với quý ông bà anh chị em, chúng ta có còn hơn không, công nhận không ạ? Amen không ạ? Thỉnh thoảng chúng ta có đi vào thì vừa đèn đỏ, đúng không? Nhưng mà chúng ta đến đây thì được học Kinh Thánh, đến đây thì được nghe lời của Chúa, chúng ta ở trong cộng đồng của Chúa, chúng ta được biết Chúa, chúng ta được nghe Chúa, chúng ta ở trong một cái nhóm thờ phượng Chúa, chúng ta được nghe về Chúa, và cái đó là cảnh báo chúng ta giống như cái đèn đỏ vậy. Chúng ta sai cái là chúng ta được Chúa đặt trong lòng mình là chúng ta biết à, mình đang sai, bây giờ mình sửa lại. Có, nhưng mà có còn hơn không? Không, còn hơn là không có, đúng không ạ? Chúng ta đồng ý mà. Đôi khi có vượt đèn đỏ, có, phải nói tôi quý vị, đôi khi có, nhưng mà mình lại quay lại thì nói ôi Chúa ơi, con đã làm sai rồi, bây giờ con muốn quay trở lại. Tôi nói cuộc đời quý vị đi theo Chúa là lúc lên lúc xuống, đúng không? Có lúc thì nhóm trung tín, có lúc thì chưa. Nhưng mà tôi nói với quý vị, chúng hôm nay tôi muốn nói với quý vị là chúng ta phải đặt cái nền tảng vững chắc trên cuộc đời của mình, đó là tôi hôm nay và cuộc đời của tôi, gia đình của tôi, con cái của tôi phải có cái khuôn mẫu của Chúa, kính sợ Chúa trong cuộc đời mình. Amen không ạ? Tôi rất ước cao là chúng ta hiểu được điều này. Chúng ta phải khích lệ chính mình, khích lệ con cái của mình, cháu chắc của mình, hãy đi nhóm trung tín, hãy học Kinh Thánh, hãy thi Kinh Thánh, và hãy đặt lời của Chúa vào trong đời sống của nó. Thì khi đời sống lời của Chúa trong đời sống của nó thì bắt đầu nó sống một đời sống tốt đẹp. Amen không ạ? Nào một người đàn ông thì đừng có nghiện ngập gì cả, đừng có gái cũng gì cả, đừng có cờ bạc, đừng có vũ phu, đừng có làm điều ác. Nào một người phụ nữ đừng ngồi lê đôi mách, đừng làm những điều xấu, đừng làm gái mái dâm. Thì tất cả những con mẫu đó có phải Chúa dạy mình không? Có phải không? Thế thì sau này con cái cháu chắc của mình nó lớn lên, nó có khuôn mẫu đó thì nó sẽ tốt đẹp cho nó. Tại vì nếu nó không đi theo khuôn mẫu đó thì nó sẽ hư hoại cho nó. Sau này nó lớn lên nó sẽ tốt đẹp cho gia đình và nó sẽ tốt đẹp cho xã hội. Amen. Amen không ạ? Amen. Và thế tại sao tôi nói quý vị cứ chảy vây với Chúa? Tại sao quý vị cứ để cho con cháu của mình nó lạc lối? Tại sao quý vị không trung tín với Chúa và tìm kiếm Đức Chúa Trời? Tại sao quý vị không thấy rằng là khuôn mẫu của Chúa Giêsu, chân lý của Chúa Giêsu, con đường của Chúa Giêsu là tốt đẹp? Tại sao quý vị không học Kinh Thánh? Tại sao quý vị không thấy rằng đây là kim chỉ nam cái cuộc đời của mình và tương lai của mình? Cái vấn đề là cái chỗ chúng ta có quyết tâm hay không, chúng ta có để ý cái này tốt đẹp hay không. Vì chúng ta cho nó là không tốt đẹp nên chúng ta cứ đi ra ngoài đời, chúng ta tìm kiếm những cái thông tin, những cái học thức, những cái gì ngoài đời, thì tất cả những thứ đó đều dưới quyền quản trị của ma quỷ. Những cái đạo giáo ngoài đời dưới quyền quản trị của ma quỷ. Chỉ có Chúa mới đem chúng ta đến chân lý mà thôi. Chỉ có Chúa mới đem chúng ta đến sự sống tốt lành mà thôi. Lời Kinh Thánh nói ta đến để cho chiến lược sự sống và sự sống sung mãn. Khi các ngươi giàu thì chớ đem của cải vào đó. Trong công ty Timôthê nhất đoạn 6 câu 17 đến 19, Kinh Thánh nói rằng hãy khuyên những kẻ giàu, đây là những kẻ giàu ở thế gian, hãy khuyên là khi có của cải thì phải kiếp ban phát, đừng để lòng trông cậy những cái của cải không chắc chắn. Và cái của cải nó không đem đến sự sống thật cho chúng ta đâu. Và sự tin kính là thỏa lòng đấy là một sự lớn lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng đem theo gì, chúng ta qua đời cũng chẳng đem theo gì được. Như vậy miễn là đủ ăn đủ mặc là thỏa lòng. Còn như muốn ham giàu có, ắt xa vào sự cám dỗ, mắc bẫy, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm mình, sự hủy diệt hư mất bởi chứng sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Và kẻ đeo đuổi nó thì bồi đạo chúc đến nhiều điều đau đớn. Câu 17, hãy ăn năn, hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo, đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là đứng mỗi ngày ban vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều điều phúc đức, ít ban phát, phân chia của cải có, vậy thì dân chứa
vào ngày sau của một của lên tốt và bền vững cho mình và được cầm lấy sự sống thật. Sự sống thật ở đây không phải là vấn đề của cải vật chất, không phải là vấn đề chúng ta có bao nhiêu học thức, có bao nhiêu bằng cấp. Sự sống thật ở đây là khuôn ngộ của Chúa, cái nối đi của Chúa, cái sự chân lý của Chúa trong cuộc đời chúng ta. Đồng ý trong cuộc sống chúng ta cần có nhu cầu về của cải vật chất, tiền bạc, quán uống, sinh hoạt. Nhưng cái đó không phải là cái quan trọng nhất. Cái quan trọng nhất là phải đặt vào trong mình có một sự sống tốt, sự sống thật của Chúa. Amen mà. Tôi và quý ông và anh chị em đã tin Chúa, đã kính sợ Chúa. Và khi chúng ta tin Chúa thì cuộc đời của chúng ta được biến đổi. Ít nhất là tất cả những người đàn ông không có nghiệp. Có đồng ý mà. Amen mà. Và thật ra thì đây không phải là chỉ là xu hướng của Kinh Thánh, văn hóa Kinh Thánh, mà thực ra bây giờ kể cả những người không có Chúa họ cũng không, họ cũng tẩy chay cái việc hút thuốc, uống rượu, đúng không ạ? Gái gú, chơi đi quán bar và tránh xa những cái tối tăm. Amen không ạ? Những người theo Chúa như chúng ta cũng đã biết đâu là thần thật và đâu là thần giả, chúng ta đồng ý không? Chúng ta không quái nạn thờ cũng đúng điều giả dối, đúng không ạ? Những người tin Chúa chúng ta biết những cái tội lỗi là xấu. Những người tin Chúa chúng ta biết đâu là địa ngục và đâu là thiên đàng. Chúng ta biết đâu là ma quỷ, đâu là tối tăm và đâu là sáng. Chúng ta biết không ạ? Tôi nói có còn hơn không? Amen không ạ? Đồng ý nhiều lúc chúng ta biết nhưng mà chúng ta chưa làm được. Nhưng mà vẫn có cái chúng ta làm được. Amen. Amen không ạ? Thì cái điều của chúng ta ở đây là gì? Chúng ta biết rằng cái điều đó là tốt, chúng ta có thể dạy dỗ lại cho con cháu của mình. Con cháu của mình nó phải đến với Chúa. Amen. Và gia đình của mình phải khích lệ nhau đến với Chúa. Amen không ạ? Đến với Chúa ở đây không phải là lễ mục sư. Đến với Chúa ở đây không phải là cho nó đông một thánh cho tốt, không ạ? Đến với Chúa ở đây là để nhận lấy cái khuôn mẫu của Chúa, cái nền tảng của Chúa trong đời sống của chúng ta. Amen không ạ? Tôi nói quý vị ông bà anh chị em đến với Chúa không mất gì đâu, mà nó thực sự nó làm cho tốt cho cuộc đời mình, cho gia đình mình, cho tương lai của con cháu mình. Tại sao mình lại không đến? Mình phải đến, mình phải chung phí. Ở trong hội thánh này có rất nhiều người chung phí, tôi rất là khích lệ và rất là ủng hộ, cũng như là rất là vui về những người rất là chung phí với Chúa và học hỏi lời của Chúa. Nhưng mà chúng ta phải mong rằng chúng ta chung phí hơn và lan tỏa những điều tốt đẹp đến với mọi người. Amen không ạ? Trong gia đình của mình có nhiều người vẫn còn u mê thì chúng ta phải khích lệ họ. Và có những người chưa tin Chúa, chúng ta phải khích lệ họ là hãy đến với Chúa. Hoặc trong bạn bè của mình, những người chưa biết Chúa, mình cứ nhìn kỹ họ đi, mình sẽ thấy cuộc đời của họ. Sáng đi làm, tối đi về, xong rồi hôm nào rảnh rảnh lại đi karaoke uống rượu. Họ rất là khổ, họ không sung sướng gì đâu. Chúng ta thấy không? Tại sao chúng ta lại không đem họ đến với Chúa? Tại sao chúng ta không nói cho Chúa Giêsu về chân lý của họ mà cứ để họ lay mắt như vậy? Họ rất là cô đơn, họ rất là trống vắng, họ không biết con đường để đi, họ không có cái nền tảng đúng đắn. Và thế nên chúng ta hãy cầu nguyện cho họ. Amen không ạ? Amen. Lúc sáng nay tôi ngồi với chú Hồng thì lại nói về thằng Dương trước đây ở với chúng tôi một thời gian khá là dài khi còn trẻ chưa vợ. Nhưng sau rồi nó cố quyết định là không đi Chúa nữa và nó quay trở lại thì nó lấy vợ. Bây giờ lấy vợ thì nó lại mắc vào nghiện. Có thể đầu tiên nó nghiện đá thôi, nhưng bây giờ nghiện càng ngày, bây giờ tâm trí nó loạn. Chúng ta thấy trở về với thế gian, trở về với ma quỷ, trở về cái con đường của thế gian, chúng ta thấy càng ngày càng tối tăm. Đã biết bao nhiêu người họ muốn trở về thế gian. Nhiều lúc chúng ta nghĩ thôi, theo Chúa chẳng có gì vì chúng ta không hiểu cái khuôn mẫu, nên chúng ta tìm cách để trở về thế gian. Nhưng mà tôi nói với quý vị, chúng ta trở về thế gian là chúng ta trở về cái sự chết. Trở về cái con đường của thế gian là trở về cái con đường của sự đau đớn, hủy hoại. Trở về phía thế gian đừng có tưởng, chúng ta đồng ý không ạ? Nhưng mà đi vào trong một thánh thì lại cũng có nhiều lúc là trong gia đình của Chúa thì mỗi người có một ý tưởng. Có nhiều lúc thì những lời nói về những cử chỉ làm cho mình không có hài lòng lắm. Nhiều lúc mình mệt mỏi, cũng có nhiều anh chị em nữa. Thôi chẳng đến hội thánh nữa đâu. Đến hội thánh tôi thấy anh chị em chẳng gây dựng với tôi, cứ nói xấu tôi, coi thường tôi, tôi không đến đâu. Người đó là nghĩ đâu chí, tại vì họ không hiểu rằng chúng ta đến đây không phải vì con người. Chúng ta
đến đây vì mục sư, chúng ta không đến đây vì cộng đoàn, mà chúng ta đến đây là vì chúng ta muốn đạt cái khuôn mẫu trong cuộc đời. Amen không ạ? Tôi rất khích lệ vì những anh chị em cũng có nhiều lúc buồn phiền với nhau, nhưng mà cũng vẫn đến với Chúa. Tôi rất là khích lệ. Nhưng mà chúng ta tin rằng Chúa đã nghĩ đủ, Chúa sẽ giải tỏa cuộc đời chúng ta. Vì 9 người thì 10 ý, mỗi người một ý, đây là tập thể mà, đúng không? Nhưng mà chúng ta cứ đi, cứ đi. Chúng ta gắn bó với nhau ở đây không phải chỉ là hữu hình, mà thực ra là vô hình. Vô hình ở đây là gì? Là chúng ta cùng một đức tin, cùng được chuộc mua bằng huyết của Chúa Giê-xu. Amen. Đúng không ạ? Và chúng ta cùng là dòng máu của Chúa, và chúng ta được gắn bó với nhau ở đây, không phải là họ hàng, không phải là đẻ ra là phúc từ trên từ dưới, mà chúng ta được gắn bó ở đây là trong tình yêu của Chúa Giê-xu, và chúng ta được ước vào trong đức thiên đàng. Amen không ạ? Xét cho cùng thì mỗi chúng ta đây, tất cả chúng ta đây không ai sạch hết cả, chưa có ai sạch hết. Chúng ta còn có những cái vết nhơ, nhưng mà vì lý do không sạch hết nên nhiều lúc có những cái sự đụng độ, nhưng mà không sao. Chúng ta cứ phải coi một thánh là gia đình của nhau. Amen không ạ? Bây giờ quý anh, ông bà, anh chị em nói rằng à, tôi không ở trong hội thánh thì tôi cũng sẽ có bạn bè, cũng sẽ có cộng đồng ở bên ngoài, chắc chắn là như vậy rồi. Nhưng mà ở bên ngoài nó có làm cho chúng ta có một cái điều tốt đẹp không? Hay nó rủ đi karaoke, nó rủ đi nhậu, nó rủ đi hát, nó rủ đi tiêu tiền, nó rủ đi làm cái điều xấu, có không? Đến đấy trong độ tuổi đó nó nói cái chuyện gì? Tôi đến đấy tôi nghe thì tôi chỉ thấy là nói những cái từ ngữ trong cái tư tưởng họ phát ra là ô uế, thờ hình tượng, xấu xa, cay đắng. Chúng ta để ý xem ra trong các công ty công sở chúng ta sẽ thấy, chúng ta kết bạn với họ tốt không? Chắc chắn là chúng ta sẽ kết bạn để truyền bá phúc âm, nhưng mà chắc có tốt không? Cứ nghe ở đấy có tốt không? Không. Còn có nhiều người hội thánh nói là bây giờ tôi phải rời khỏi cái hội thánh này, rời khỏi cộng đồng Cơ Đốc. Chúng ta nhầm, vì tại cái cộng đồng Cơ Đốc này có còn hơn không? Tại vì ở tại đây không có cái đó. Ở tại đây chỉ có khuôn mẫu của Chúa Giê-xu thôi. Đến đây họ không có nói đâu, không nói nhiều vô ấy. Tôi nói ra ngoài kia, từ người lớn đến người nhỏ, từ trung niên, nói ra là ô uế, nói ra là tôi thấy họ cái tư tưởng tà dâm trong đó, có cái tư tưởng ác trong đó. Quý anh, ông bà, anh chị em cứ để ý mà xem, chúng ta đến đây học được cái gì? Trong khi đó có rất nhiều người trong hội thánh muốn rời bỏ hội thánh. Tôi nói những người đó không phải những người không ngoan đâu, tôi nói thẳng luôn. Anh chị em chúng ta là gia đình, chúng ta gắn bó trong hội thánh, cho dù thế nào có còn hơn không? Tại vì ở trong chúng ta có rất nhiều những điều tốt này. Tốt này ở lời Chúa, ở lời Chúa. Chúng ta tưởng là chúng ta đến đây nhàm chán là không. Chúng ta đến đây đang là cái khuôn mẫu trong cuộc đời của mình. Chúng ta đến đây đang tốt đẹp lắm. Nhưng mà có người nhiều người rời bỏ. Tôi không cần hội thánh, tôi không cần anh em, không cần sư, không cần ai hết, không cần ai đi. Tôi nói là quý vị đã lầm. Và tôi cũng đã có thời gian như thế. Tôi vào trong hội thánh ở tại Đà Lạt. Đồ vã cho tôi là ăn cắp cái đầu đĩa CD, và tôi quyết định bỏ hội thánh. Vì lúc đấy tôi chưa hiểu biết lời Chúa, tôi bỏ. Nhưng khi tôi đi ra đời, tôi lại nhậu nhẹt trở lại, và tôi thấy đúng là cuộc sống thế gian đau khổ vô cùng. Mà trước đây thì tôi cũng thế, nhưng cuối cùng tôi nhận ra một điều: tôi phải bước vào trong môi trường của Chúa. Và cuối cùng từ đó trở đi, không bao giờ tôi rời khỏi cái việc kết nối với các con cái Chúa, những người hầu của Chúa. Mặc dù con cái Chúa và những người hầu không hoàn toàn sạch, nhưng mà cũng là tốt, có còn hơn không. Amen không ạ? Vậy thì tôi muốn kết nối với ông bà anh chị em một điều, tôi muốn nhắc ông bà anh chị em một điều. Đó là chúng ta có trang web, bây giờ thì chúng ta có công nghệ để kết nối với nhau mọi người. Chúng ta có hội thánh để nói với nhau mọi người, đừng có bỏ sự nhóm này. Chúng ta có cộng đồng với nhau, đừng có bỏ anh em. Có nhiều người tìm cách bỏ, họ ấu trí, họ không hiểu. Hãy gây dựng những con anh chị em đó để kết nối, và kết nối thêm những người đang xấu xa tội lỗi thế gian, để bước vào trong hội thánh để được thanh tẩy. Trong hội thánh nó giống như cái máy giặt vậy, thanh tẩy, gầy dựng lẫn nhau và bước đi với nhau. Đó là điều rất quan trọng của ông bà chị em. Vậy ông bà chị em có thể kết nối với Chúa, kết nối với anh chị em trong hội thánh, và ông bà chị em có thể đem con cháu của mình kết nối với hội thánh được không? Được không ạ? Đem người thân của mình kết nối với hội thánh được không? Cầu thay cho những người chưa biết Chúa được không? Được không? Đem tình thương của Chúa đến với mọi người được không? Được. Bây giờ quý ông bà anh chị em không đến một thánh, và một năm không đến một thánh, quý ông
mà anh chị em gặp khó khăn có cần phải nhờ Chúa. Lúc đấy nhờ Chúa ai người ta đi. Mối quan hệ nó cần phải được gặp nhau. Có nhiều người hát vào nhóm họ rời được ra khỏi nhóm. Họ nói không cần, tôi không cần. Chị em thấy người ta khôn hay là lầm. Và tức họ thích thế gian. Thế gian không bao giờ có cho, không bao giờ có thật, chỉ có dối. Có nhiều người không coi hộ thánh là cái gì, không coi anh chị em là cái gì. Họ không hiểu được cái mối quan hệ thật tốt ở trong hộ thánh của Chúa, không có Chúa là cái gì, thì người đó là nhầm. Bây giờ cái ông bà anh chị em ngay chuyện bình thường ngoài đời là bây giờ nhà mình gặp khó khăn, mình cần cầu thay, mình cần giúp đỡ. Tưởng ngoài đời họ giúp đỡ chân tình vậy, không có đâu. Không có bao giờ có chân tình, chỉ có trong Chúa thôi. Có nói thật không? Thế nên đừng có bỏ cái chuyện gần gũi nhau. Mối quan hệ mà, mối quan hệ mà không gần gũi nhau thì không thể quan hệ được. Amen không ạ? Không quan hệ được. Ông bà anh chị em tưởng là ngày mình lúc nào tốt đẹp sao? Sẽ có những lúc gặp khó khăn, tôi cũng vậy chứ. Tôi cũng cần ông bà anh chị em, ông bà anh chị em cũng cần tôi chứ. Chúng ta cũng cần cầu thay cho nhau chứ. Chúng ta cũng cần phải có mối quan hệ với nhau chứ. Chứ bây giờ mình không liên lạc với hội thánh, không đến hội thánh, không nhắn tin, không xin phép, không gặp nhau, không cầu nguyện thì sẽ nó sẽ xa nhau. Và nó xa nhau thì sao? Đến lúc gặp hoạn nạn thì sao? Ai mà đứng vững được trong cuộc sống mà. Nên chúng ta phải hiểu điều này. Và trong Chúa thì càng phải gắn bó hơn nữa, hơn bên ngoài chứ. Vì đó tại nơi đó không được. Nên là chúng ta hãy nắm lấy chân lý của Chúa Giêsu, nắm lấy con đường của Chúa Giêsu, nắm lấy sự sống của Chúa Giêsu để chúng ta bước đi và làm khuôn vàng thước ngọc trong cuộc đời của chúng ta và đặt để trên cái nền tảng trong con cháu của chúng ta và vận dụng nó để nó đi học kinh thánh. Con của tôi có khả năng là tôi dù sao thì cách nào đó thì mình cũng phải dạy cho nó kinh thánh, cách nào đó thì mình cũng phải hướng đạo cho nó để nó biết con đường trước khi nó thành công. Đó là điều rất là quan trọng. Như vậy Chúa Giêsu nói ta, ta, Chúa Giêsu nói không nói ai khác mà chỉ có ta là con đường, ta là chân lý và chính ta là sự sống. Và Chúa Giêsu chính là nền tảng của cuộc đời của chúng ta, là khuôn mẫu của đời sống chúng ta, khuôn mẫu của gia đình chúng ta và khuôn mẫu của con cháu của chúng ta. Chúng ta hãy học kinh thánh